tầm quan trọng ngày càng tăng của xe điện EV trong quá trình chuyển đổi toàn cầu sang phương tiện vận chuyển bền vững là tâm điểm trong phiên thảo luận trên con đường hướng tới một tương lai xanh hơn tại diễn đàn kinh tế Qatar do Bloomberg tổ chức. Bà Lê Thị Thu Huy, Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup, kiêm Giám đốc điều hành của VinFast, đã lên sân khấu với tư cách là diễn giả. Bà Thủy cho biết, tiềm năng thị trường cho xe điện là rất lớn, và việc chuyển sang sử dụng động cơ đốt trong không phải là một lựa chọn. Tiềm năng thị trường đối với xe điện là rất lớn, chúng tôi không thể quay lại với xe động cơ đốt trong, không có nhiều người chơi có đầy đủ bộ xe điện với giá cả phải chăng như chúng tôi, vì vậy chúng tôi cảm thấy tương lai rất tươi sáng. Tất cả bắt nguồn từ việc có nguồn tài chính phù hợp để đưa nó về phía trước. VinFast là nhà sản xuất ô tô đầu tiên của Việt Nam đa dạng hóa thị trường quốc tế và bắt đầu sản xuất xe điện như ô tô điện và xe máy điện. Trong cuộc trò chuyện, Hasrinda Amin, người dẫn chương trình tại Bloomberg Television và tổng biên tập của diễn đàn, chỉ ra rằng cơ quan năng lượng quốc tế IEA đã nhấn mạnh nhu cầu về khoáng chất gấp 6 lần trong sản xuất EV so với ô tô thông thường. Cô hỏi bà Thủy về cách công ty cân bằng các mục tiêu về môi trường và giao thông trong khi phát triển xe điện và thúc đẩy tính bền vững. Bà Thủy nhận biết bản chất sử dụng nhiều khoáng chất của pin EV, nhưng nhấn mạnh tính cấp thiết của việc chuyển đổi khỏi các phương tiện động cơ đốt trong. Bà giải thích rằng, VinFast đã bắt đầu hành trình EV của mình từ 3 năm trước. Ban đầu, họ bắt đầu với xe động cơ đốt trong để thu thập kiến thức về sản xuất xe trước khi chuyển sang xe điện. Thừa nhận sự cần thiết phải tối ưu hóa mức tiêu thụ khoáng chất trong sản xuất pin, bà Thủy bày tỏ sự lạc quan về những đột phá công nghệ trong tái chế pin và những tiến bộ trong công nghệ pin. Bà nhấn mạnh sự hợp tác với các đối tác như Lysico, một công ty chuyên tái chế pin, công ty đã cho thấy tiềm năng tái chế tới 95% khoáng chất quan trọng. Bà dự đoán việc tái chế pin và các hoạt động bền vững sẽ cải thiện đáng kể trong vòng 5 năm. Về phạm vi EV, bà Thủy tiết lộ rằng, EV hiện tại cung cấp phạm vi thoải mái từ 300 đến 400 km. Tuy nhiên, bà đảm bảo rằng, trong vòng 2 đến 3 năm tới, xe điện có thể đạt được phạm vi hoạt động từ 800 đến 1.000 km, tùy thuộc vào những cải tiến về công nghệ pin và các cân nhắc về chi phí. Khi công nghệ pin tiến bộ, chúng tôi cải thiện mật độ năng lượng, cải thiện hiệu suất của pin, sạc phần mềm, phạm vi hoạt động xa hơn cho ô tô và sau đó sẽ có rất nhiều cải tiến về chạm sạc, công nghệ sạc cho cả phương tiện. Khi cuộc thảo luận chuyển sang tầm quan trọng của nền kinh tế tuần hoàn trong ngành xe điện, đặc biệt tập trung vào việc tái chế pin, bà Thủy nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa tất cả các bên liên quan trong việc xây dựng chuỗi cung ứng bền vững. Việc tái chế pin vẫn đang trong giai đoạn phát triển rất non trẻ, nhưng tôi nghĩ rằng có rất nhiều triển vọng trong tương lai. Giải quyết vấn đề về rào cản chi phí đối với người tiêu dùng, Amin bàn về giá xe điện cao ở một số quốc gia, chẳng hạn như Singapore. Bà Thủy nhấn mạnh vai trò của các chính sách và ưu đãi của chính phủ trong việc thúc đẩy việc sử dụng xe điện, đồng thời trích dẫn các ví dụ thành công từ các quốc gia như Na Uy và Thụy Điển. Cuộc trò chuyện đã đề cập đến tiềm năng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á hoặc ASEAN trong việc xây dựng một hệ sinh thái xe điện. Bà Thủy phân tích thế mạnh của các quốc gia ASEAN khác nhau, chẳng hạn như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Singapore, trong việc đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp xe điện. Tôi nghĩ rằng cùng nhau, chúng ta có thể thúc đẩy ASEAN xây dựng một hệ sinh thái cho xe điện. Ý tôi là cần có thời gian và cần có sự hợp tác, không chỉ giữa chính phủ với chính phủ mà cả khu vực tư nhân cũng cần đóng một vai trò nào đó. Nhưng tôi có một niềm tin mạnh mẽ rằng ASEAN có thể là một nơi tốt để xây dựng hệ sinh thái này. Theo The Peninsula, tôi là Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.